sinh tồn, sinh tồn, sinh tồn. Đứng lại, nghiêm. Sao mẹ đói mà mẹ nói to thế? Hay là mẹ giả vờ à? Mày nhìn mặt tao giống giả vờ lắm hả? Đấy. Mẹ, ở đây toàn cá với cây cối, cây cỏ thôi, không có gì đạo đâu. Lấy gì mà ăn đây? Đúng rồi đấy. Hay là mình hút cát đem về bán lấy lời, thế là được một biển đồ ăn. Cám, mày là con mẹ mình chả giống mẹ gì cả. Bây giờ đồ ăn thì khan hiếm, không có gì bỏ bụng thì xúc cái cát này về làm cái gì? Có ích gì không? Về được nhà thì tao ở đây làm cái gì? Hả? Cái gì? Mẹ ơi, con nghĩ bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm đồ ăn nó mới dễ được chứ, tóm lại hả, không ăn thua. Đúng câu mẹ định nói đấy. Ừ, làm thôi. Mày hướng kia đi nhanh thế, mình đào ở đây